Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đầu năm rồi em mới về một số các dòng niêu phụ kiện như là cụ loa bát thay thế cho những cái mẫu thùng loa đặc biệt. Thì đây trước mặt các bác đây này, em về được một cặp bát 12 inch này, có mã là 027A-8. Con này rất chất nha, rất chất. Thì bây giờ em sẽ unbox trực tiếp nha, nguyên đài nguyên kiện. Thì bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác cùng xem. Đây là một dòng cụ loa bát rất chất và cũng được gọi là làm hit trên thị trường hiện nay. Đấy, rất là hot luôn. Còn này mà các bác nắp vào Niazai hay là Homelander kiểu dạng thùng hỏa tiễn ấy, thì nó sẽ khai thác được hết khả năng trình diễn của cặp loa mà các bác đang nắp cái bát này. Đấy, đây nha các bác nha, nguyên đàng nguyên kiện, về mới cứng, đập hộp, unbox 100% mới cứng đập hộp nha, 100% mới cứng đập hộp. Hàng đây là linh kiện thay thế cho những cái mẫu thùng loa đã kém dần theo thời gian. Dòng này thì cực kỳ chất lượng luôn, chê mỗi cái nhiều tiền à. Đấy, đây trước mặt các bác đây là khi nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa chiều tối ngày hôm nay, củ loa 12 inch bát 30. Đấy, củ bát neodymium, bát neo nhé, neodymium gân 3 gân vải tẩm dầu màng không chống nước, gân 3 gân vải tẩm dầu màng không chống nước này, màng chống nước đắt lắm. Em sẽ quay cho các bác xem nhé, bát 30 này. Đấy, viền vải tẩm dầu màng không chống nước, con này là của Ethan Sound 18 Sound, cổ loa rất chất lượng luôn. Mã của nó đây QEP12-027A-8. Củ bát sử dụng 500 neo. Thì bây giờ em sẽ tháo cái ốp này ra cho các bác cùng xem nhé. Đây các bác xem đây, ốp nhôm này, ốp nhôm đây nhá. Củ neo bi này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 viên neo bi. Đấy, hàng này là hàng cao cấp nhá. Đấy, Ethan Sound 18, âm thanh 18, công nghệ bản quyền của Ý và sản xuất gia công lắp ráp thì tại hàng xóm của Việt Nam. Đây là phiên bản là chuyện giao công nghệ. Đây các bác nhìn thấy luôn này, nhìn thấy luôn cả cái màng và côn nhá, côn nó sẽ nằm trong này. Đấy, con này là côn dây tròn, không phải là dây dẹt. Con này tiếng lời rất là hay, tiếng rất là bay, trong sạch, sang nét, chi tiết. Đấy, tại sao người ta lại thiết kế một cái ốp này? Ốp này thì nó có nhiệm vụ là bảo vệ, thứ nhất là bảo vệ cổ loa. Đấy, và thứ hai là nó là cái nhôm nên là nó sẽ giải nhiệt cho cổ loa. Khi các bác hoạt động với công suất lớn thì chính cái phần nhôm này nó sẽ giải nhiệt luôn cho cái cổ nam châm, phát nhiệt nó rất là nhanh. Và đặc biệt là cái thiết kế là cấu tạo cạnh cánh gió đây thì sẽ cho cái luồng không khí nó lưu thông. Khi các bác đánh công suất lớn, màng nó rung thì tạo ra gió, nên là đánh gần như là cổ loa nó sẽ được tối ưu hóa rất nhiều. Đấy, và cổ loa này hiện tại bên em đang bán với mức giá khá là cao, không có gì. Đây lại quay ngược này. Cổ này hiện tại bên em đang bán với mức giá rất là cao, rất là đắt, không có rẻ đâu nhá. Và lấy vào nó cũng đắt lắm rồi. Nếu các bác nào mà quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Cố gắng em sẽ cho các bác giá tốt nhất nhì thôi. Đấy, không nhất thì nhì. Cổ này mà các bác nắp vào những dòng loa Niazai thì chỉ cần thêm một cái miếng gỗ gọi là miếng quick X-Face để tạo ra cái nhịp và cộng hưởng thêm tần số nữa thì nó sẽ đánh lên cái tiếng nở nên rất là trong sạch, sang nét, chi tiết. Con này tiếng nở nên khá là hay các bác nhé, củ loa rất là xịn luôn. Chưa cái củ loa nào mà em thấy ưng ý như củ này. Đợt này lấy cái củ này thì giá công nhận nó rất là đắt, nhưng cái chất lượng của nó thì không thể chê được, tiếng rất là hay. Đấy, có về thử trước demo cho các bác là một cặp. Nên là cặp này là nếu mà các bác nào đấy thì nó sẽ có giá khuyến mại rất là tốt nhá. Đấy, củ nó rất là chất lượng luôn. Đây là cái phần trước màng của nó này. Đấy, gân 3 gân, màng không chống nước. Nhưng mà gân này là vải tẩm dầu này, nắp của nó nắp nổ này. Con này tiếng nở nên rất hay nhá, Voga, tiếng vodka nên rất là tốt luôn. QP12027A-8, 8 ohm, gân 3 gân, viền vải tẩm dầu màng không chống nước. Con này nắp vào dây được, mà các bác nắp vào Homelander hỏa tiễn được.
Đấy, các bác mà chơi gia đình mà chơi cái dòng này ha thì tiếng nở nền cao vút chơi xanh luôn, đo đá tiếng rất là tốt. Đấy. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm đến củ loa này thì liên hệ trực tiếp nha. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip mà lắp vào thùng loa và tiết thử lần sau. Rất chất lượng, đúng không? Rất chất lượng. We'll be right back.